chính phủ Hoàng gia Campuchia đã buộc các đại diện của Khmer Đỏ phải rời khỏi thủ đô Phnom Penh sau khi có cuộc đối thoại bàn tròn giữa chính phủ và Khmer Đỏ trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 thất bại vì phe phiến loạn này ngoan cố không chấp nhận ngừng bắn. Tuyên bố của Bộ Nội vụ viết, tất cả các đại diện và các nhân viên văn phòng Khmer Đỏ ở Phnom Penh phải rời khỏi thủ đô trước ngày 19 tháng 6 vì Bộ Nội vụ Hoàng gia không thể đảm bảo an ninh cho các đại diện của Khmer Đỏ trước sự phẫn nộ của nhân dân và không chịu trách nhiệm trước bất cứ tai nạn cá nhân nào đối với họ. Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lần thứ hai gặp cựu Tổng thống Mỹ Carter trong chuyến thăm mang tính chất cá nhân của ông này. Ông Carter tham vọng sử dụng vốn liếng kinh nghiệm chính trị của mình vào việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm lần đầu, Chủ tịch Kim Nhật Thành đồng ý có sự nhượng bộ. Ông tuyên bố sẵn sàng để hai thanh tra viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ở lại Yongpyeong và bảo quản các thiết bị thanh sát hạt nhân của cơ quan này. Trong khi đó, ban lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt tay vào việc chuẩn bị một loạt đề nghị cho Washington nhằm giải quyết tình hình khủng hoảng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Christopher nói Hoa Kỳ không cố nài ép Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chính quyền Mỹ sẽ không khước từ việc trừng phạt nếu không có điều gì thực chất mới diễn ra. Chính phủ Hàn Quốc có lập trường tương tự, Seoul ngồi vào bàn thương lượng ở Bình Nhưỡng chỉ trong trường hợp có sự thay đổi thực sự lập trường của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mặc dù có những tình huống như vậy nhưng sẽ không sáng suốt nếu các bên từ chối đối thoại. Chính quyền Mỹ cũng cho rằng có khả năng họ sẽ nối lại đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong thời gian tới nếu như Chủ tịch Kim Nhật Thành thực hiện lời hứa của ông. Ngoại trưởng Nga Kozyrev nói Moscow sẽ không ủng hộ những sự trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà không tham khảo ý kiến của Nga. Ông hy vọng trong hội nghị quốc tế bàn về chương trình hạt nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục có sự thảo luận của Cộng hòa Liên bang Nga. Trong một bài đăng trên tờ Bưu điện Washington ngày 17 tháng 6, ông tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, Nhật Bản Ota trong chuyến sang Mỹ đã kêu gọi Mỹ giảm quy mô lực lượng quân đội đóng ở Okinawa. Ông nói, Okinawa đang gây sức ép đòi chính phủ Mỹ trả lại đất đai và giảm hoạt động ở một số khu vực. Okinawa vốn là căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản từ năm 1945. Đến năm 1972, Mỹ đã trao trả căn cứ này cho Nhật Bản. Nhưng theo ông Ota, gần 75% phương tiện quân sự của Mỹ ở Nhật Bản vẫn tập trung ở tỉnh Okinawa và các cơ sở quân sự của Mỹ vẫn chiếm gần 20% diện tích hòn đảo chính của tỉnh này. Tổng số nhân viên quân sự của Mỹ ở Okinawa là 52.000 người. Chính phủ Israel hoàn thành việc trả tự do cho gần 5.000 người Palestine bị họ cầm tù như đã cam kết với Tổ chức Giải phóng Palestine PLO. Tuy nhiên, vẫn còn gần 5.000 người bị giam giữ mà trong số họ, như những nhân vật chính thức của Israel quả quyết, chủ yếu là những người bị kết án vì tội hoạt động khủng bố hoặc không chịu ký vào bản cam kết không tham gia các hoạt động khủng bố. Hai mươi bảy năm, cờ Israel bay trên cao nguyên Golan, nơi hiện có 13.000 dân Israel đang sinh sống. Phần đông trong số họ làm nghề nông, ở đây khí hậu tốt, nguồn nước sẵn. Những con số thống kê mới nhất của Israel cho biết 8.500 người làm nghề nông ở khu vực này cung cấp một khối lượng sản phẩm trị giá hơn 170 triệu đô la, trước hết là sữa, rau quả và rượu. Các nhà máy rượu cao nguyên Golan sản xuất 26 loại rượu khác nhau phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng tăng. Cho nên việc Israel rút khỏi cao nguyên Golan xét thuần túy về mặt kinh tế là một điều khó khăn. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Isaac Rabin quả quyết rằng Israel sẵn sàng rút quân và trao trả cao nguyên Golan cho Syria. Quả thực ông không nói đến việc rút toàn bộ quân đội và trả hết lãnh thổ. Syria kiên quyết đòi thực hiện những nguyên tắc đã được quá trình Madrid tuyên bố và thông qua, nghĩa là trả lại toàn bộ cao nguyên Golan bị chiếm đóng cho Syria. Đây là một vấn đề phức tạp. Hiện nay, Nga và Mỹ, hai nước đỡ đầu cho quá trình hòa bình ở Trung Đông, đang phái đến đó các quan chức cấp cao của mình. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Isaac Rabin cho rằng Mỹ và Nga có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình, chứ không thể thay thế Israel và Syria tiến hành đàm phán và ký kết hiệp định. Nga đang bắt tay vào ký kết về việc tham gia NATO vì các chương trình hòa bình. Phát ngôn viên của NATO cho hay, Ngoại trưởng Nga Andrei Kozyrev sẽ ký kết thỏa thuận này vào thứ Tư tuần sau tại Bruxelles. Người ta cho rằng ông Kozyrev sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher cùng Ngoại trưởng các nước khác tại trụ sở của NATO. Nga đã chỉ hoãn việc ký kết cho tới khi NATO phải công nhận vị thế đặc biệt của họ là một cường quốc quân sự của thế giới. Các lực lượng Hồi giáo đối địch tiếp tục đánh nhau xung quanh thị trấn Bihać ở Bosnia-Herzegovina.
cuộc chiến buộc chính phủ Bosnia phải chống lại các băng nhóm phiến loạn đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn tồn tại một tuần nay. Trong khi đó, tại những thành phố mà chiến sự đã chấm dứt nhiều tuần, như thành phố Mostar, các bệnh viện và các trung tâm y tế vẫn gặp vô số khó khăn trong việc chữa chạy cho các nạn nhân chiến tranh. Trong một bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Iran Rafsanjani đã bày tỏ lập trường của mình trong phương thức giải quyết xung đột ở Bosnia. Theo ông, con đường có hiệu quả duy nhất là Liên Hợp Quốc và châu Âu phải lấy thương lượng là cơ sở để giải quyết tranh chấp. Ông cũng kêu gọi quốc tế cho phép người Hồi giáo ở Bosnia được nhận trợ giúp từ bên ngoài, đặc biệt là của Iran. Chủ nhật tuần này, người dân Ba Lan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 1990. Đảng Trung Hữu đang cố gắng đẩy mạnh chiến dịch vận động tuyệt cử của mình nhằm phi tập trung hóa lực lượng ủng hộ chính phủ, như họ đã thách thức chính phủ dân tộc cánh tả ở nước này. Cảnh sát Đức cho biết một địa danh lịch sử trong chiến tranh thế giới thứ hai vừa bị phá hủy. Hôm thứ Năm, giới chức ngành đường bộ của nước này đã cho đánh sập cầu Togau, trước cầu 124 tuổi bắc qua sông Elbe, là nơi đánh dấu thất bại của Đức Quốc xã. Năm 1986, quân đội Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đã kỷ niệm cuộc gặp nổi tiếng của họ trên chiếc cầu này vào ngày 25 tháng 4 năm 45, trước cuộc tấn công cuối cùng của quân đồng minh và các lực lượng còn lại của Đức Quốc xã. Ngành ngoại thương của Pháp đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Hoạt động ngoại thương của Pháp trong tháng 4 vừa qua đã đạt tới 7,6 tỷ franc. Một trong những nguyên nhân khiến ngành ngoại thương của Pháp có được kết quả như vậy là chính sách của chính phủ về việc phát triển những xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất đồ xuất khẩu. Một người chết và 4 người bị thương sau 2 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở Belfast, Bắc Ireland. Hai tổ chức đã đứng ra lãnh trách nhiệm về các vụ đánh bom trên là nhóm bán quân sự đòi độc lập cho vùng Ulster và nhóm quân đội Ireland theo chủ nghĩa dân tộc. Hôm qua, một nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã bị thiệt mạng tại Rwanda khi chiếc xe của anh ta bị trúng đạn súng cối ở ngoại vi thủ đô Kigali. Trong khi đó, tại Kigali, quân du kích của chính phủ đã xông vào cướp phá một trung tâm tị nạn nằm trong một khách sạn. Quân phiến loạn đã mở các cuộc oanh tạc dữ dội để giải thoát cho những người tị nạn Tutsi khỏi trung tâm này. Pháp đã đề nghị được đứng đầu một lực lượng can thiệp để chấm dứt cuộc chém giết sắc tộc ở Rwanda. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nói, nước ông đang đề xuất thực hiện một sứ mạng nhân đạo nghiêm túc. Pháp đã phản đối cộng đồng quốc tế trong hành động đối với Rwanda và cho biết họ sẽ yêu cầu châu Âu ủng hộ về quân sự. Thế nhưng tại hội nghị của Liên minh Tây Âu ở Bruxelles ngày hôm qua, đề nghị này chẳng được mấy đại biểu tán đồng. Trong khi đó, quân phiến loạn ở Rwanda vẫn kịch liệt phản đối việc Pháp can thiệp vào thuộc địa cũ của nước này ở châu Phi. Nếu họ tới mà không thèm nói gì với chúng tôi, nếu họ tới để tấn công Rwanda, thì chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Rwanda. Liên quan tới vụ ám sát hai vị tổng thống Rwanda và Burundi ngày 6 tháng 4 vừa qua, một tờ nhật báo của Bỉ đã cho biết thủ phạm là hai người lính Pháp hành động theo lệnh của một nhóm người Hutu cực đoan. Tin này đã bị Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ và cho là hoàn toàn vô căn cứ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổ chức Thầy thuốc Không Biên giới đã vượt ra khỏi vai trò nhân đạo truyền thống của mình bằng lời kêu gọi quốc tế phải can thiệp quân sự ngay lập tức nhằm chấm dứt cuộc diệt chủng đang diễn ra một cách có hệ thống ở Rwanda. Các nhân viên tổ chức này nói, quốc tế không thể tiếp tục khoanh tay trước tấn thảm kịch đẫm máu này. Lực lượng gìn giữ hòa bình, niềm hy vọng trong chính sách mới của Cộng hòa Nam Phi. Không chỉ vì họ mặc những bộ quân phục và đội mũ giống như binh sĩ Liên Hợp Quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia Cộng hòa Nam Phi được nhiều chính khách cánh tả nước này coi là mô hình quân đội mới. Đó là những quân nhân chuyên nghiệp, bao gồm những sĩ quan da trắng thiểu số, những đơn vị du kích của Đại hội Dân tộc Phi và những nhóm tự vệ Bantustan da đen. Lực lượng hỗn hợp này bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, chưa dứt bỏ được lối sinh hoạt du kích, kỷ luật lòng lèo và trình độ tác chiến yếu. Đợt ra quân đầu tiên, những binh sĩ trẻ trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia này đã đụng độ với làn sóng bạo động ở vùng Đông Rên và họ đã tỏ ra bất lực, không dàn xếp nổi cuộc xung đột. Hơn nữa, khi nổ súng, họ đã không nhằm trúng mục tiêu là những kẻ tội phạm và đầu tiêu kích động, mà bắn vu vơ vào cả dân thường và những phóng viên đang làm nhiệm vụ. Thành thử, đây cũng là đợt ra quân cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia và những đơn vị quân đội đã được điều đến để bảo vệ trật tự. Hiện nay, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia của Cộng hòa Nam Phi đang được gấp rút tổ chức lại. Mỹ bắt đầu tiếp nhận đơn của các công dân Haiti xin hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thủ tục được tiến hành trên các tàu chiến thuộc hạm đội hải quân Mỹ trên vùng biển Jamaica. Vì dòng người Haiti ra đi rất đông, nên Mỹ dự định thuê thêm một tàu nữa của Ukraine để làm trạm trung chuyển ven bờ biển Jamaica. Những người qua được trạm này sẽ được chở đến căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Cuba,
để làm tiếp những thủ tục khác. Một ngày đầy kịch tính ở California, Mỹ đã kết thúc vào hồi chiều qua khi một trong những người hùng thể thao nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ ra đầu thú cảnh sát. Sáng qua, cựu ngôi sao bóng đá 46 tuổi Simpson bị tố cáo đã giết hại người vợ cũ của mình và một người đàn ông khác. Cảnh sát đã phải mở cuộc săn lùng thủ phạm sau khi anh ta không chịu ra nộp mình như đã đồng ý trước đó. Trong một lá thư để ngỏ do một người bạn của Simpson đưa ra, anh ta nói về nỗi tuyệt vọng của mình sau những sự kiện gần đây. Hôm qua, một chiếc máy bay của anh đã cất cánh ở Monterey, California với một sứ mệnh đặc biệt, đuổi theo những con tàu và bắt giữ những đám mây. Đây là một nỗ lực phối hợp giữa Anh và Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu thêm về đường đi của những con tàu được phản ánh lên các đám mây, thể hiện trên các tấm ảnh do vệ tinh chụp trên mặt biển. Các nhà khoa học cho rằng khói từ những con tàu chạy trên biển tác động vào các đám mây, làm chúng sáng lên, do vậy năng lượng mặt trời được phản quang nhiều hơn, và đó là một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên. Các nhóm nghiên cứu về môi trường đã nhiều lần báo động về tình cảnh của các loài vật đang lâm nguy ở châu Phi. Nếu như phải mô tả bằng hình ảnh, thì đó là một bức tranh mang màu sắc hoang loạn, bất di bất dịch. Còn đây là hiện thực ở châu Phi. Những xác chết của động vật cùng sự hủy hoại những thực thể mà đáng ra người ta phải bảo vệ và gây dựng. Chớ trêu thay, chúng không phải là nạn nhân của hạn hán hay của sự vô ý thức, mà là của dã tâm con người. Tê giác đen, loài vật truyền thống quý hiếm của châu Phi, cũng đã được bổ sung vào danh sách các loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trước tình hình đó, chính phủ của các nước trong khu vực đã phải ra tay để bảo vệ các loài vật đang lâm nguy. Zimbabwe là nước đã có rất nhiều cố gắng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ của mình. Người ta cho xây dựng những vùng an toàn, dồn những loài vật quý hiếm vào đó để có thể bảo vệ chúng được dễ dàng hơn. 7 năm trước, ở Zimbabwe có khoảng hơn 2.000 con tê giác đen, thế mà ngày nay chỉ còn không đầy 300. Như vậy, trung bình mỗi năm có 250 con tê giác bị tiêu diệt, hay nói một cách khác, mỗi ngày có một con tê giác bị cướp mất sự sống. Nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, số tê giác ít ỏi còn lại sẽ chẳng mấy mà biến mất khỏi trái đất.